cả các anh chị ngày nào cũng giao hàng rất là cừ khô luôn và giúp đỡ rất là nhiều anh chị với tới môi trường câu lạc bộ. Và cảm ơn tất cả các anh chị đang có mặt trong Zoom. Sáng nào mình cũng lựa chọn cái sự phát triển để cuộc sống của mình luôn thành công, nối tiếp thành công ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nhắm mắt lại và mình sẽ rắc bụi phép màu cho buổi Zoom, hay còn gọi rằng là chúng ta sẽ đưa ra cái quyết định, đúng không ạ, về kết quả mà các anh chị mong muốn đạt được trước khi Zoom bắt đầu. Cảm ơn cả nhà. Ok các chị, ngày hôm nay thì chúng ta hôm qua với hôm nay đúng không ạ, chúng ta đã đi qua tiếp tục một số những cái suy nghĩ, những cái tư duy, những cái niềm tin của người thành công và giàu có đúng không ạ. Và mục tiêu của Diễm với các anh chị ở đây đó là làm sao chúng ta có thể ứng dụng và mình rèn luyện để những cái tư duy này nó trở thành cái tính cách của mình, trở thành cái thói quen của mình, nó trở thành cái bản năng của mình luôn. Có thể là trong những cái lần đầu mà các anh chị ứng dụng á thì mình cần phải nhắc nhở, đôi khi là mình không có nhớ để mà mình làm theo những cái thói quen của người của một người triệu phú. Nhưng mà khi mà các anh chị rèn luyện nhiều đúng không ạ, cứ điều việc nào mình cũng ứng dụng y chang những cái suy nghĩ của những người thành công, thì một thời gian sau các anh chị sẽ thấy rằng là mình cái trở thành những cái tư duy này nó trở thành cái lối sống mà lúc nào không hay ha. Nên thành ra là mỗi lần mà chúng ta ứng dụng trong cuộc sống của mình thì các anh chị phải hỏi chính mình rằng là nếu mà là một người triệu phú á, thì họ sẽ suy nghĩ như thế nào về việc này, nếu là một người triệu phú thì họ sẽ quyết định như thế nào, họ sẽ làm cái gì. Và khi mà các anh chị đã có câu trả lời rồi thì mình cần phải làm theo, làm theo những cái suy nghĩ và những hành động của một triệu phú nha các anh chị nha. Đây là cái cách mà mình ứng dụng đó. Còn nếu như mà mình đọc xong rồi cái mình vẫn làm theo cái thói quen cũ của mình đó, thì nó không sẽ không có kết quả. Chúng ta phải hành động thì mình mới có kết quả được. Đúng mà coi số các anh chị mình rõ về cái phần ứng dụng này, các anh chị comment tôi ạ. Tạm thời giống như mình xem mình như một đứa trẻ đó, các anh chị chưa biết gì hết, thành ra mình phải học lại từ đầu các anh chị ha. Nên thành ra mình làm cái việc gì cũng phải hỏi, nếu một người mình nếu là một triệu phú thì họ làm điều này như thế nào, nếu là một triệu phú họ làm điều này điều kia như thế nào, và mình làm theo thôi. Ok ạ. Và đối với một người triệu phú anh chị thì họ đứng cao hơn những vấn đề của họ đúng không? Còn thường là những cái người người nghèo thì đứng thấp hơn những vấn đề của họ. Đây là một cái điểm khác biệt. Người nghèo quá thì họ sẽ tìm mọi cách để né tránh vấn đề. Vừa nhìn thấy vấn đề cái, vừa nhìn thấy thử thách cái là họ sẽ thối lui ngay. Sợ quá hết đúng không ạ, làm được thôi chạy luôn bỏ cuộc.
Còn đối với những cái người thành công ấy, thì họ biết rằng cái bí quyết của những người thành công đó là họ biết rằng họ phải phát triển bản thân để có thể là đứng cao hơn bất kỳ vấn đề nào. Nên là bí quyết thành công không phải là mình lẩn tránh, chùn bước hay là co rúm vì sợ hãi trước những cái vấn đề của bạn, mà bí quyết thành công là phải phát triển bản thân của bạn để bạn có thể đứng cao hơn bất kỳ vấn đề nào. Và trong nhiều năm qua trên cái hành trình mà diễn kinh doanh, đôi khi thì mình cũng gặp là rất là nhiều thứ mà mình không có biết cách, mình không biết cách là sẽ xử lý như thế nào, nhưng mà Diệm cũng không bao giờ là mình nghĩ rằng là mình sẽ bỏ cuộc. Như hồi trước đây á, trước khi mà tham gia vào môi trường câu lạc bộ á nha, là mình mà gặp cái chuyện gì mà mình không làm được là thấy rồi, chuẩn bị rồi đó, chuẩn bị nghĩ rằng là chắc là mình không làm được đâu rồi này kia, không thôi cái này không dễ gì hết, hay làm chuyện khác đi. Nhưng mà khi mà Diệm tham gia vào môi trường câu lạc bộ luôn mà, và mình biết được cái tư duy của người thành công, nó là họ không bao giờ bỏ cuộc, luôn có một cái cách nhìn rất là lạc quan, tích cực về tương lai. À, và Diệp đã được khai phá con người phi thường bên trong, trong nhóm rèn luyện thân tâm trí. Mình biết được rằng là tất cả mọi thứ bên trong tâm trí của mình nó đều trở thành sự thật. Nên là cái điều mà mình quan trọng nhất đó là mình phải biết cách sử dụng sức mạnh tiềm thức để có thể thu hút những cái giải pháp, thu hút những cái nguồn lực đến giúp cho mình hoàn thành mục tiêu. Và để mà mình có thể thu hút được những cái giải pháp, những cái nguồn lực đó thì mình cần phải phát triển tư duy của mình lên. Phải phát triển cái tầm nhìn của mình lên. Tại vì cái tư duy của mình tới đâu thì mình sẽ thu hút nguồn lực tới đó, mà cái gì? Y chang như, giống như là khi mình ở trong một cái giếng thì mình chỉ nhìn thấy được cái bầu trời bằng một cái miệng giếng thôi. Con ếch nó nhìn thấy bầu trời chỉ bằng một cái miệng giếng thôi, nếu chưa như nếu như mà nó ngồi trong giếng. Còn đại bàng thì nó nhìn thấy bầu trời là một cái vũ trụ bao la. Nên nếu như mà mình ngồi trong miệng, ngồi trong một cái giếng đó nghe anh chị, thì mình cái tầm nhìn của mình đó, mình chỉ thu hút được những cái nguồn lực bằng cái với lại cái miệng giếng thôi. Nên là vì sao mình phải mở rộng cái tầm nhìn của mình ra, đúng không? Giống như một con đại bàng không có giới hạn, thì mình mới có thể thu hút được mọi điều mà các anh chị mong muốn được. Chẳng hạn như bây giờ khi mà mình biết rằng là mình đang ngồi, cái miệng giếng mình mở rộng dần dần chứ không phải là mình sẽ bỏ cuộc, đúng không? Nên là vì thế là trong nhiều năm nay á, trước khi mà Diệp mới làm điều gì đó, chỉ là mình luôn luôn đầu tiên là khi mà gặp một cái điều đó mà chưa biết làm á, thì đầu tiên là mình tự nhủ với bản thân của mình rằng là tôi có thể làm được tất cả mọi thứ nhờ sức mạnh của tiềm thức. Đầu tiên là mình phải tin mình là mình làm được đã. Và nếu như mà hồi trước đây mà chưa biết về về sức mạnh thức nha, mình chưa biết con người phi thường bên trong á, thì Diễm không tin là Diễm làm được đâu. May quá giờ biết tiềm thức rồi. Mình biết được rằng là ý thức của mình nó chỉ chiếm 10%, tiềm thức chiếm 90% rồi. Nên nếu mà bằng cái sự hiểu biết của mình thôi, có thể mình không làm được. Bằng cái tri thức của mình từ nhỏ tới giờ mình biết, rồi những cái gì mà mình đã học, bằng cái ý thức của mình có thể mình không làm được. Nhưng mà tiềm thức có thể làm được. Tiềm thức chiếm 90% mà nghe. Và tiềm thức của mình có khả năng có thể kết nối được cái nguồn data rộng lớn của vũ trụ. Có mọi công thức thành công ở đó. Nên là thành ra Diễm luôn nói bản thân của mình rằng là có thể là ý thức, bằng ý thức thôi thì làm được, nhưng mà tiềm thức làm được. Tôi có thể làm được tất cả mọi thứ nhờ sức mạnh tiềm thức. Đây là cái câu đầu tiên khi mà mình gặp một điều gì đó mà không biết xử lý. Để ý kia, khi mà các anh chị chỉ cần nói câu này thôi là cái tâm trí của mình nó bắt đầu nó rộng mở. Tâm trí rộng mở nó không bị đóng lại, nó không có bị, không có năng lượng. Khi mà mình nói là mình không làm được cái là ngay lập tức không có năng lượng ngay. Và cái khi mình không có năng lượng thì dẫn tới cái hành mình không có hành động, và dẫn tới là không có kết quả thiệt luôn. Nhưng mà khi mình có cái niềm tin rằng là tôi làm được thì tự dưng mình tràn đầy năng lượng. Và thông qua những cái quy luật vũ trụ, có thể là bằng mắt thường mình không nhìn thấy, khi mà mình hành động các anh chị, thì mình sẽ thu hút những cái nguồn năng lượng. Khi mà các anh chị chuyển động thì mình tràn đầy năng lượng. Mình như một cái thỏi 500,
thu hút những cái nguồn lực tới. Chỉ khi các chị hành động nha. Còn nếu mà mình không hành động thì chả chuyện gì xảy ra. Giống như là cái cây quạt gió mà hôm bữa diễn cho các anh chị xem á. Cái quạt gió khi mà nó chuyển động, nó xoay với các anh chị thì nó đang hút năng lượng á. Nhưng mà bằng mắt thường mình không có nhìn thấy. Bằng mắt thường các anh chị có nhìn thấy cây quạt gió đang hút năng lượng không ạ? Không, không nhìn thấy gì hết trơn. Mà không biết sao có điện xài. Hay thiệt. Các chị thấy hay không? Nhiều lúc á các anh chị, cái cuộc sống này của mình nó vi diệu lắm, có nhiều điều phép màu lắm. Bằng mắt thường mình không nhìn thấy đâu. Chẳng hạn như là một số các anh chị bảo rằng là tôi mắt thấy tai nghe tôi mới tin. Tôi phải sờ được cái thứ tôi mới tin. Nên vậy thì các anh chị nhìn á, các anh chị có nhìn thấy dòng điện đâu mà tại sao hàng tháng mình phải trả tiền điện? Những cái cây quạt gió các anh chị đó xoay đang hút cái nguồn năng lượng vũ trụ vào á. Mình không thấy nha. Nhưng mà có điện xài thiệt không ạ? À? Có. Thì người ta mới mua mấy cây đó về để người ta làm ra, người ta đầu tư. Hay lắm. Nên là có đôi khi á các anh chị, những cái quy luật của vũ trụ á, bằng mắt thường các chị không nhìn thấy là mình đang thu hút, mình đang tỏa ra một cái tần số để mình thu hút, bằng mắt thường không thấy. Nhưng mà nó vẫn đang làm việc, luật hấp dẫn vẫn đang làm việc. Luật nhân quả vẫn đang làm việc. Cơ thể của mình cũng giống như một một cái cây quạt gió. Khi mà các anh chị hành động, các anh chị tiến về phía trước. Nè. Các anh chị cho đi cái tần số gì thì các anh chị sẽ thu hút. Thu hút những cái điều đó đến với lại cuộc sống của mình. Các anh chị càng tiến về phía trước với một cái tâm thế là sao ạ? Đó là mình luôn tin tưởng rằng là mình có thể làm được. Mình biết rằng là mình còn phải phát triển nữa mà, để luôn luôn mình luôn đứng cao hơn những cái vấn đề để mình tiếp tục mình tiến lên phía trước. Khi mà các anh chị càng hành động á thì cái cơ thể của các anh chị đấy một cái cục 500. Đúng không ạ? Nó sẽ thu hút các anh chị, thu hút những cái nguồn lực đến và giúp cho mình thành công. Nên là trong nhiều năm qua khi mà Diễm ứng dụng xem thức luật hấp dẫn đó các anh chị, cái việc của Diễm là liên tục tiến về phía trước. Có nhiều khi á là mình gặp những cái điều không thuận lợi trong cuộc sống, có những và những cái điều không thuận lợi trong cuộc sống đó, nó bắt mình phải dừng lại, nhưng mà Diễm không dừng, mình vẫn cứ tiếp tục đi với một cái niềm tin và hy vọng rằng tương lai rồi nó sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Cỡ nào tôi cũng đạt được mục tiêu, vũ trụ sẽ làm bằng mọi cách, không biết bằng cách nào mình cũng biết. Tại vì cứ mình cứ luôn luôn hành động đúng không, thì sao ạ? Thì mình sẽ thu hút được cái nguồn lực mà. Chỉ có khi mình dừng lại thôi chị, là coi như là không còn gì hết. Vì thế là trong cái hành trình kinh doanh của Diễm nhiều năm nay, Diễm cứ liên tục tiến về phía trước. Cho dù ai không hành động, cho dù ai không đi thì mình vẫn đi. Chứ mình cũng không có ngồi đó để mình năn nỉ hay mình ngồi đó mình chờ được. Mình không chờ được nha chị. Bởi vì Diễm biết được rằng khi mà mình tiến lên phía trước, mình hành động mỗi ngày, hành động một cách mạnh mẽ và hiệu quả, tiến lên phía trước mỗi ngày, thì trên cái hành trình đó mình lại tiếp tục thu hút những cái nguồn lực tuyệt vời đến để giúp cho mình hoàn thành mục tiêu. Vì ví dụ này chị, chẳng hạn như kinh doanh đó thì Diệp sẽ cũng sẽ có một cái đội nhóm bán hàng. Và tất nhiên là trong cái hành trình kinh doanh của mình sẽ có rất nhiều người đến, nhưng mà rồi cũng sẽ có rất nhiều người đi. Và mình không thể nào mình ngồi đó khi mà ai đó đi đúng không, mình không thể nào mình ngồi đó mình không vui, không thoải mái, không hạnh phúc, hay là mình ngồi đó rồi mình năn nỉ này kia được. Nhưng biết rằng là sao ạ? À? Khi mà mình phát triển lên một cái tần số, người nào không cùng tần số họ sẽ tự rời đi, và người nào cùng tần số sẽ được thu hút tới. Và việc của mình là phải tiến về phía trước. Khi mà mình tiến về phía trước thì mình mới thu hút được những cái nguồn lực mới, những cái tần số mới nó phù hợp với mình. Còn nếu như mà mình dừng lại là không có chuyện gì xảy ra luôn. Vì thế là trong nhiều năm nay, cho dù ai đến hay ai đi thì Diệp vẫn luôn hành động tiến về phía trước. Bởi vì mình biết rằng là khi mà mình hành động tiến về phía trước thì những cái nguồn lực tuyệt vời sẽ được thu hút về với mình và giúp cho mình hoàn thành mục tiêu. Nên khi mà các anh chị kinh doanh á, hay là một số các anh chị đang kinh doanh hệ thống, à, một số các anh chị hay hỏi Diễm về cái việc lãnh đạo. Vì sao trong đội nhóm của các anh chị không giữ được người và các thứ đúng không ạ? À, trong cái việc kinh doanh đó, nếu mà các anh chị không có hiểu về những luật vũ trụ,
mình không có biết về sức mạnh tiềm thức hay luật hấp dẫn để ứng dụng cho công việc kinh doanh, thì em nói với anh chị rằng là các anh chị kinh doanh, các anh chị sẽ cảm thấy là nó chưa dễ tí nào, sao đủ thứ hết. Nhưng nếu mà các anh chị biết cách ứng dụng những cái quy luật vũ trụ vào trong công việc kinh doanh của mình, hiểu về sức mạnh thức là hấp dẫn, sống thuận theo những quy luật vũ trụ, thì các anh chị sẽ thấy là mọi thứ rất nhẹ nhàng, cuộc sống nhẹ nhàng, mà các anh chị có thể đạt được những điều mà các anh chị mong muốn. Mà thay vì ví dụ một tư duy thôi, chẳng hạn như nếu mà các anh chị kinh doanh ở ngoài này, đội nhóm của mình có ai đó đến có ai đó đi, thế là mình ngồi đó mình không vui. À, rồi khi mà các anh chị không vui thì các anh chị không làm, các anh chị dừng lại đúng không? Không có năng lượng tuần 2 tuần gì đó, rồi 3 tuần 4 tuần gì đó. Khi mà các anh chị dừng lại là coi như mọi thứ dừng lại luôn. Các anh chị không có hành động đâu có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Đâu có hút được cái nguồn năng lượng mới gì nữa đâu các anh chị. Và nếu như mà các anh chị không có lựa chọn là mình tiến lên phía trước thì mình sẽ bị thụt lùi. Và bắt đầu công việc kinh doanh của các anh chị nó không thuận lợi luôn. Nhưng khi mà những anh chị mà tham gia vào nhóm rèn luyện doanh nhân chọn hóa vàng câu lạc bộ giống như Diễm, mình hiểu được rằng là sao ạ? À? Hiểu được những quy luật vũ trụ các anh chị. Ok, khi mà mình phát triển lên có những người họ không phát triển, không cùng không 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 cùng tần số nữa thì sẽ không có hút nhau nữa. Nhưng khi mà mình vẫn tiếp tục tiến về phía trước thì trên cái hành trình này mình sẽ thu hút những con người tuyệt vời hơn đến với mình và giúp cho mình có thể đạt được mục tiêu. Vì thế tâm trạng của Diệu lúc nào cũng vui, vì mình rất là hào hứng, vì mình biết rằng là sao khi mà mình hành động tiến về phía trước mình sẽ thu hút những con người tuyệt vời đang chờ mình phía trước. Thế là hành động mạnh mẽ hơn nữa, vẫn rất vui hạnh phúc và hành động mạnh mẽ. Bởi vậy người ta nói rằng là suy nghĩ khác nhau thì tạo nên những cảm xúc khác nhau. Các anh chị thấy không? Một người á, thì họ nghĩ rằng là rồi xong rồi, trời ơi sao đội nhóm của mình được kia thế này thế kia đúng không? À? Không vui. Khi mà suy nghĩ khác nhau tại vì nó tại có cảm xúc khác nhau. Và khi mà cảm xúc khác nhau dẫn tới hành động khác nhau. Và khi mà hành động khác nhau thì kết quả khác nhau. Các anh chị ha. Nên là thành ra là tác giả chia sẻ với các anh chị rằng là kích cỡ của vấn đề không quan trọng, mà quan trọng là tầm vóc của chính bạn. Nếu mà mình có một cái vấn đề lớn trước mắt thì rõ ràng bạn đang là một người bé nhỏ đúng không? Nên cái việc của mình đó là phải tập trung phát triển bản thân của mình liên tục để mà mình có thể mở rộng cái bầu trời của mình ra ấy chị. Mình có thể mở rộng cái tầm nhìn của mình hơn và phát triển bản thân của mình để mình lớn hơn bất kỳ những vấn đề nào. Trên hành trình kinh doanh Diễm biết được rằng các chị, những cái vấn đề mà Diễm gặp á không phải là riêng một mình Diễm gặp đâu, mà tất cả những cái người họ đi trên cái hành trình đó, những người thành công đúng không, họ cũng đã từng gặp rồi. Và những cái người thành công, tại sao bây giờ họ thành công, là bởi vì họ đã đi qua được những cái vấn đề đó rồi, họ lớn hơn những vấn đề đó nên là bây giờ họ mới thành công. Và tại sao có rất là nhiều người họ đứng họ dậm chân tại chỗ và có rất là nhiều người họ bỏ cuộc, đó là bởi vì họ cũng đi đến cái hành trình đó và họ gặp cái vấn đề đó và họ lựa chọn là sao ạ? À? Họ lựa chọn là họ đứng thấp hơn cái vấn đề đó và họ dừng lại. Nên là khi mà gặp một cái điều gì đó, Diễm luôn nhắn nhủ chính mình rằng vì sao những cái người thành công bởi vì họ đã đi qua được những cái điều này. Và vì sao những người khác họ không làm được vì họ bởi vì họ bỏ cuộc. Nên là nếu nếu như mà tôi mong muốn có được những thứ người khác không có thì mình phải làm được những thứ người khác không làm được. Và mình phải đứng cao hơn cái vấn đề này, phải giải cho được bài toán này, phải phát triển bản thân của mình lên, và làm sao để mình có thể đi qua được cái này. Bởi vì chị biết rằng nghe chị ha, những cái có rất là nhiều người khác họ cũng đang đi trên hành trình này và rồi họ cũng sẽ gặp cái vấn đề này. Nên nếu như mà mình có thể giải quyết được vấn đề này và mình đi qua được nó thì mình sẽ trở thành con người có rất nhiều những cái giá trị, và cái giá trị đó của mình có thể trao lại và giúp đỡ được rất nhiều người. Mà khi mà cái giá trị đó của mình nó nghe chị, mình trao lại giúp đỡ cho rất nhiều người thì sao ạ? À? Thì mình lại có rất nhiều tiền, có rất là nhiều người. Thì ở đây tác giả chia sẻ nè, theo theo nấc thang điểm từ 1 đến 10 là điểm thấp nhất, bạn hãy hình dung là bạn đang ở bậc thứ hai về độ mạnh mẽ của tính cách và thái độ, và mình đang xem xét vấn đề ở bậc thứ năm thì vấn đề nó đang ở vị trí cao hơn hay thấp hơn ạ? À? Nó đang ở vị trí cao hơn đúng không ạ? Nhưng mà nếu như mà mình phát triển bản thân của mình lên ở cái bậc thứ 8, sau đó mình nhìn vấn đề ở bậc thứ 5 thì mình sẽ thấy là vấn đề này nó nhỏ xíu. Vậy thì việc của mình không phải là mình từ bỏ bỏ cuộc. Rất là nhiều người làm được rồi, mà việc của mình là mình đi học hỏi.
phát triển bản thân của mình lên. Nghe các chị ha, chứ đừng có từ bỏ. Bởi vì những người thành công họ cũng đi y chang các anh chị thôi, nhưng mà tại sao họ làm được? Và nếu như đã có người làm được rồi á, thì các anh chị biết rằng là sẽ có lời giải. Giống như hồi xưa khi mình đi học á, có sách giải á, các chị. Chẳng hạn có những cái bài toán nào mà mình làm được thì sao? Làm được đi hỏi. Có ở đâu, đâu phải bỏ cuộc đúng không? Không thể nào mình bảo rồi 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 cho bài toán này trên cuộc đời này không ai làm được rồi, thôi mình bỏ cuộc luôn. Phải chi mà chưa ai làm được á, thì ok. Có mình là cái người đầu tiên á, thì các anh chị còn còn có còn có thể nghĩ như vậy đúng không ạ? Nhưng mà mọi thứ các anh chị cần đã có rất nhiều người làm được rồi. Bài đó chưa biết làm sao, đi hỏi. Đi hỏi ai? Hỏi bạn, những cái người bạn của mình đã làm được. Giờ những người bạn mà chưa có ai làm được thì sao? Hỏi thầy cô, đi đi tìm những cái người thành công, những người họ đã làm được cái điều đó rồi. Mình đi học hỏi để mình đi phát triển đó các anh chị, để mình đứng cao hơn cái vấn đề đó. Hai các chị ha, nên là mình sẽ luôn luôn mang cái trong mình cái tâm thế là luôn phát triển bản thân của mình. Đúng không ạ? Mình luôn phát triển bản thân của mình. Khi mà có gặp những cái vấn đề nào đó mà mình phát hiện ra rằng mình đang thấp hơn, mình đang đứng thấp hơn rồi thì sao? Thì mình đi học. Đi học tập phát triển bản thân, đúng không ạ? Bao nhiêu số các anh chị rõ điều này comment tôi. Những cái vấn đề trong cuộc sống của mình nó cũng giống như một cái bài toán mà cần có lời giải. Và các chị hãy yên tâm là đã có rất nhiều người giải được rồi. Sẽ có lời giải. Việc của mình là sao ạ? Mình đi học tập thôi. Mình đi học hỏi thôi. Học hỏi từ người thành công thôi. Đúng không? Sau đó khi mình có lời giải rồi, cái mình về giải bài toán của mình xong mình đi qua. Và mọi dịp đó các anh chị, mỗi khi mà các anh chị đi qua một cái nấc thang như vậy thì bản thân của các anh chị sẽ trở thành người có rất nhiều giá trị. Và các anh chị biết không, sẽ có rất nhiều người họ cũng sẽ gặp cái vấn đề đó. Và họ không biết cách làm. Và họ cũng sẽ đi hỏi. Rồi mà nếu như mà các anh chị có lời giải đó thì sao ạ? Thì các anh chị có thể giúp đỡ cho họ đạt được những điều mà họ muốn. Và khi mà các anh chị giúp đỡ cho họ đạt được những điều mà họ muốn thì các anh chị sẽ có được tất cả những điều các anh chị mong muốn. Nên là Diễm là một cái cương vị là một nhà lãnh đạo của các anh chị thì họ chỉ gì cho mình ạ à? Họ bảo rằng thôi bỏ đi bạn ơi, tôi không làm được đây nè. Ủa mà còn làm được sao mà bạn làm được? Tại vì ai cũng cho rằng là mình tài giỏi hết đúng không? Ủa đây còn làm không được là sao bạn làm được? Nên khi mà các anh chị xin lời khuyên từ những người chưa thành công á, thì xin chúc mừng các anh chị. Họ sẽ bảo rằng là cũng làm được đâu. Còn nếu mà các anh chị xin lời khuyên từ những người thành công thì sao ạ? À? Họ bảo rằng là làm được, tôi đã làm được rồi. Để tôi chỉ cho công thức nó là vậy nè ha. Nên là hãy luôn nhớ giúp Diễm là đi học hỏi phát triển thì cũng phải đi xin lời giải từ cái người họ đã giải được bài toán đó rồi, thay vì các anh chị phải tự mò mẫm lâu. Thôi mình cứ học từ người thành công và mình thành công luôn thôi. Diễm hỏi các anh chị là vì sao các anh chị chưa giải được cái bài toán kinh doanh thành công? Có bao nhiêu số các anh chị đã từng kinh doanh mà không thành công? Các anh chị comment tôi. Rồi sợ quá trốn luôn. Nghĩ tới việc kinh doanh trốn luôn. Mặc dù mình biết rằng là kinh doanh sẽ giúp cho mình gia tăng thu nhập có nhiều tiền hơn, nhưng mà ớn lạnh trong người. Vậy thì bây giờ mình cần phải làm gì ạ? À? Thay vì là các anh chị sợ hãi, co rúm và mình bỏ cuộc, mình dừng lại luôn, thì bây giờ mình cần phải làm gì các anh chị? Đó là một cái bài toán đó. Mà giờ mình chưa giải được thì giờ mình phải làm gì? Đi học. Học từ ai ạ? À? Từ những người họ đã kinh doanh thành công. Đơn giản vậy thôi. Thấy không? Đừng có sợ gì các chị. Bất kỳ điều gì mà các anh chị không làm được đừng có sợ. Mình biết được rằng là à, vậy thì cái lời giải này mình chưa tìm ra, thôi đi học thôi. Đi học để có được lời giải xong về làm. Hai các anh chị ha, nên đừng có sợ bất kỳ những cái vấn đề nào. Mà hãy biết rằng là việc của mình đó là mình tìm ra lời giải, đi học. Rồi mình về mình ứng dụng thôi. Đó, chính xác là như vậy. Các anh chị ha. Nên nó hồi xưa á, Diệp cũng đâu biết kinh doanh đâu anh chị.
Và lúc đó Diễm đã lựa chọn là sao ạ? Hồi xưa là Diễm không biết kinh doanh mà mình cũng chả biết kinh doanh online luôn. Với một cái tâm thế là mình không từ bỏ, mình không bỏ cuộc, và mình biết rằng là mình cần phải đi tìm lời giải từ những người thành công, nên là Diễm đã tham gia vào cái nhóm rèn luyện doanh nhân chậm tha hóa vàng câu lạc bộ, để Diễm học về kinh doanh, Diễm học về bán hàng. Hồi xưa chả biết bán hàng là cái gì, hồi xưa bán hàng tao nói sợ quéo luôn, mỗi lần bán hàng á nó không nổi luôn. Cái gì bán hàng giống như mình tưởng tượng tự dưng cái mình đưa món hàng cái mình lấy tiền của người ta mình ngại dễ sợ luôn, sợ lắm. Nhưng mà khi mà Diễm được học ở trong cái lớp bán hàng của doanh nhân Trịnh Huy á, thì Diễm mới hiểu được rằng là à, bán hàng có nghĩa là mình đang đi giúp đỡ khách hàng của mình, bán hàng là mình đang là một người cố vấn, đúng không ạ, để mình có thể thiết kế một cái lộ trình giúp đỡ khách hàng của mình thành công thông qua cái sản phẩm và cái dịch vụ của mình. Tất nhiên nếu như sản phẩm dịch vụ của mình không tạo ra giá trị gì hết thì tại sao mình đi bán, nó phải tạo ra một cái giá trị gì để giúp cho cuộc đời, đúng không, chẳng hạn như cái ly này này, nghe anh chị, tại sao người ta bán được thì cái giá trị của nó là phải chứa nước được chứ, người ta mới bán được chứ, phải tạo ra cái giá trị gì đó, mà cái giá trị đó con người cần thì người ta mới sản xuất ra cái món đồ ra để ta bán, có cung thì mới có cầu, có nhu cầu thì người ta mới cung cấp, đúng không ạ. Vậy thì cái sản phẩm và dịch vụ của các anh chị nó cũng phải giúp ích được một cái gì đó cho mọi người, cho cộng đồng, nên thành ra là nhà sản xuất người ta mới sản xuất ra người ta bán. Và nếu như mà các anh chị lựa chọn một cái sản phẩm hay một cái dịch vụ nào đó mà rất là nhiều người họ đang cần thì sao ạ? Tuyệt vời, xin chúc mừng các anh chị. Khi mà có rất nhiều người cần thì cái phân khúc khách hàng của mình lớn, thấy không, các anh chị có rất nhiều khách hàng để mình giúp đỡ. Còn nếu như mà các anh chị lựa chọn một cái sản phẩm dịch vụ mà ít người cần thì sao? Thì các anh chị phải tìm đúng với tìm đúng cái số lượng ít ỏi những cái người cần đó các anh chị cung cấp. Nên là Diễm luôn lựa chọn một cái, khi mà Diễm kinh doanh các anh chị, cái tiêu chí của mình đó là luôn lựa chọn một cái sản phẩm dịch vụ nào đó mà cái phân khúc mà phục vụ cái gọi là cái nhu cầu khách hàng nó phải lớn, để mình có nhiều người mình giúp chứ, để mình có nhiều người để mà mình hướng dẫn cho người ta. À, ok, bây giờ để mà chị có thể đạt được cái cuộc sống như thế này, để em hướng dẫn cho chị nè, mình là người cố vấn cái lộ trình như thế này như thế này như thế này, mà trước em có đã từng giống như chị rồi. À, và bây giờ khi mà em đi theo đúng lộ trình này và em thành công, à, em cũng có những cái rất là nhiều những người bạn làm chung ngành nghề với chị, nhưng mà khi mà họ đi theo cái lộ trình này và họ thành công, có nghĩa là, và khi mà Diễm hiểu được cái tính chất của bán hàng ấy chị ha, thì từ một cái người sợ bán hàng mình chuyển sang là mình rất là đam mê bán hàng, mình cực kỳ đam mê trong cái việc giúp đỡ cho mọi người luôn. Và tất nhiên là để có sự thay đổi như vậy nghe chị, đó là Diễm đã đi học, Diễm đã đi xin lời giải từ người thành công ha. Nên là nếu mà anh chị nào ở đây á, các anh chị đang loay hoay trong cái cuộc sống của mình, đang tìm ra một cái lời giải để gia tăng thu nhập, để phát triển công việc kinh doanh, thì Diễm khuyên các anh chị là đi học đi, đừng có tiếc. Diễm nói các anh chị là các anh chị bảo là các anh chị tiếc tiền đúng không, các anh chị sợ các anh chị không thành công đúng không. Vậy thì nếu như mà mình không có thay đổi như vậy thì 5 năm tới, 10 năm tới, à, khi cái điều các anh chị hối hận không phải là những gì mà các anh chị không, những gì các anh chị đã làm đâu. Khi mà sau này, khi mà các anh chị về lớn tuổi, các anh chị đa số những cái người ta hối hận vì những điều người ta đã không làm, chứ không phải là những điều người ta đã làm. Các anh chị đầu tư cho cái trí tuệ của mình, đúng không ạ, đầu tư cho bản thân của mình sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, tiền bạc, công sức. Thay vì mình tự mò thì mình phải trả giá, tự mò bằng cách là kinh doanh đại, kêu đi học không đi học, tiết tiền để tiền nó kinh doanh đúng không, rồi kinh doanh mà không không có cái lời giải là cũng kinh doanh có thành công đâu, rồi phải tốn tốn tiền chưa, xong rồi cái bay từ mặt hàng này qua mặt hàng kia, không mặt hàng là kinh doanh thành công chưa, thấy tốn tiền chưa, tốn tiền là còn đỡ, tốn thời gian tuổi đi qua đâu có lấy lại được đâu, tốn công sức, tốn thêm cái gì cái niềm tin vào bản thân, làm gì cũng không được, nó bắt đầu là niềm tin nữa, mà nó có những cái điểm chưa sáng trong quá khứ, riết không dám làm gì luôn. Thay vì như vậy nghe chị, tính già hóa non. Ví dụ các anh chị đi từ Sài Gòn ra Hà Nội, các anh chị bảo rằng đi máy bay tốn tiền lắm, sao tôi đi bộ đó, rồi cái đi bộ các anh chị thấy không, tiền ăn tiền uống tiền này kia kia nọ, tiền ở các thứ nó còn nhiều hơn tiền máy bay, nên người ta bảo rằng là tính già hóa non. Nên thôi các anh chị, những cái gì mà đáng chi là phải chi, đừng có tính già hóa non chi.
mình đầu tư cho bản thân của mình các anh chị, mình đầu tư trí tuệ của mình các anh chị ha, nó sẽ giúp cho các anh chị đã kiếm lại gấp trăm gấp nghìn lần như vậy, và các anh chị xài cả đời luôn, bởi vì cái tri thức mà nó nằm trong đầu của mình rồi, không ai lấy được hết trơn. Và từ cái tri thức đó mà cho dù các anh chị đi đâu, các anh chị làm cái gì, các anh chị cũng sẽ trở thành thỏi 500 tới hút tiền bạc. Nên đừng có tiếc, học theo người thành công thì đừng có tiếc tiền. À, đó là cái quan điểm của Diễm nha chị. À, mỗi năm đúng mà Diễm đều sao ạ, Diễm đều đi học tập và phát triển bản thân của mình, không có tiếc đâu ạ. Bởi vì mình biết được rằng là đi một ngày đàng học một sàng khôn, chỉ cần là mình có một cái sự giác ngộ nào đó bên trong đúng mà mình mở rộng cái tầm nhìn của mình ra, thì mình sẽ kiếm lại được hơn gấp trăm gấp nghìn lần như vậy. Ok các anh chị ha. Bây giờ sẵn đây Diễm cũng thông báo với các anh chị là những anh chị nào mà chúng ta tham gia vào nhóm rèn luyện doanh nhân trở thành há vàng của câu lạc bộ trước ngày 26 này. Ngày 26 tây thì chương trình khai giảng đúng không ạ? Sau đó ngày 29 là chúng ta chính thức bắt đầu. 26 tây khai giảng nha, 26 tây là ngày khai giảng. Mình sẽ được gặp bạn bè thầy cô. Đó, xong tới ngày 29 là chính thức bắt đầu vô rèn luyện. Ok hai các anh chị, thì anh chị nào tham gia trước ngày 26 thì các anh chị sẽ được câu lạc bộ tặng cho các anh chị thêm một cái khóa, thêm một cái nhóm rèn luyện, đó là cha mẹ học con thành tài. Trong cái nhóm rèn luyện này thì các anh chị sẽ được tặng những cái bí kíp ứng dụng sức mạnh tiềm thức để nuôi dạy con cái, nuôi dạy con cái thành công. Có rất là nhiều anh chị ứng dụng mà con từ học không có giỏi trở thành có học bổng luôn. Có nhiều anh chị ứng dụng con từ lúc mà nó học coi đây là bé bét luôn mà giờ được trường cho đi nó học bổng nước ngoài luôn. Hai các anh chị ha, rất là ngoan, rất là có hiếu với cha mẹ và bây giờ biết cách sử dụng sức mạnh thức trong cuộc sống luôn. Thôi Diễm nói các anh chị điều nào hạnh phúc bằng, nên là sẽ được chia sẻ hết nào ạ, sẽ được chia sẻ hết trong cái chương trình quà tặng cha mẹ học con thành tài. Và tất nhiên là cái chương trình doanh nhân chúng ta hóa vàng sắp tới là sẽ dành cho tất cả các anh chị doanh nhân ha, và cái món quà tặng thì cũng dành cho tất cả các anh chị doanh nhân luôn. À, tham gia trước ngày 26 tất cả các anh chị doanh nhân cũ cũng như mới là chúng ta cũng sẽ đều được tặng trước ngày 26 nha, rõ định đi ạ. Không biết có anh chị nào ở đây chúng ta chưa tham gia vào nhóm rèn luyện câu lạc bộ mà các anh chị comment số 1 giúp Diễm ạ. Anh chị nào mà chưa tham gia thì mình liên hệ trưởng nhóm của mình để mình hỏi điều kiện tham gia. Đi học thôi. Chứ giờ không có lời giải mà cứ mò hoài, mò biết bao nhiêu năm cuộc đời rồi. Nói nghe chị, một số cái anh chị đây là 30 năm, 40 năm, 50 năm rồi, giờ các anh chị mò tới bao giờ? Rồi mình mò chưa ra rồi mình giao lại cái việc mò cho con cái của mình sao? Nói con ơi, giờ mà mẹ mò cả cuộc đời rồi nhưng mà mẹ mò chưa ra. Thôi con đi mò tiếp nha con, tội không? Tội con cái của mình. Các anh chị phải là người dẫn đường, các anh chị phải là người mở đường. Mình chỉ dạy để cho con cái của mình, để con cái của mình mà nó thành công luôn khi tuổi đời còn rất là trẻ, nó không sướng hơn sao? Phải trả giá bằng cả cuộc đời giống mình. Các anh chị ha. Nên thôi, đừng có tự mò nữa, đi học. Tìm lời giải từ những cái người thành công. Ok không ạ? Rồi bây giờ gì với các anh chị chúng ta sẽ có những cái bài tập. Bài tập mà tác giả gửi gắm của các anh chị cho các anh chị ở đây ha. Bây giờ mình sẽ đặt file lên trái tim của mình đi ạ. Mình đọc tuyên bố mà. Tôi đứng cao hơn mọi vấn đề. Tôi có thể giải quyết mọi vấn đề. Đặt tay lên trán của mình và nói rằng tôi có tư duy triệu phú. Rồi, bài tập các anh chị. Đó là bất cứ khi nào mà bạn cảm thấy lo lắng vì một cái vấn đề lớn, hãy chỉ tay lên đầu của bạn và nói rằng là vấn đề nằm ở bản thân của tôi. Đó, rồi hít vào một hơi thật sâu và nói rằng là tôi có thể làm được tất cả mọi thứ nhờ sức mạnh của tiềm thức. Ok ha. À, đó. Bài tập thứ hai đó, hãy viết ra một cái vấn đề nan giải trong cuộc sống mà bạn đang phải đối mặt. Rồi viết ra 10 cái hành động cụ thể bạn có thể thực hiện để giải quyết hoặc ít nhất là cải thiện tình hình. Việc đó sẽ giúp cho bạn chuyển từ hướng suy nghĩ về vấn đề sang hướng suy nghĩ tìm giải pháp cho vấn đề. Rất có thể bạn sẽ giải quyết được vấn đề. Cả khi chưa giải quyết được, bạn cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Các chị biết không? Vì sao một số các anh chị mình cứ cảm thấy mình cảm thấy tội lỗi, mình cảm thấy không vui, không thoải mái, không hạnh phúc? Bởi vì sao ạ? Bởi vì các anh chị có nhiều cái sự kiện đến nhưng mà mình cứ ngồi đó, mình cứ than, rồi cứ cứ này cứ kia thôi nhưng mình không bắt tay mình hành động.
Khi mà các anh chị không bắt tay vào hành động á, các anh chị sẽ ngồi đó mình cảm thấy trời ơi sao mà không thoải mái gì hết, giờ làm sao đi ta, làm cách nào đi nhỉ, làm sao cho thành công, ngồi suy nghĩ không, mình không làm gì hết. Mà khi mà mình chỉ ngồi suy nghĩ thôi, mình không hành động thì gì hết thì có chuyện gì xảy ra không ạ? Giống như một cây quạt gió, nó chỉ nằm đó và nó không gió đâu, nó ngồi nó suy nghĩ, giờ quay không quay, quay không quay, quay được cái gì, không quay được gì. Là cái quạt gió đó không có nhận được bất kỳ những cái nguồn lực, những cái năng nguồn năng lượng nào của vũ trụ đâu các anh chị nha, chỉ khi là nó quay thôi hai các anh chị. Nên là thành ra là mình ok, mình đang có một cái điều gì đó trong cuộc sống mà các anh chị cảm thấy là mình không biết cách xử lý như thế nào. Đầu tiên đó là viết ra kết quả mà các anh chị mong muốn. Thứ hai đó là viết ra ít nhất là 10 cái hành động mình sẽ bắt tay vào, mình hành động ngay để mình có thể đạt được cái điều mà mình mong muốn. Cứ hành động đi các anh chị, bởi vì khi mà các anh chị hành động, khi mà các anh chị chuyển động hành động thì các anh chị sẽ thu hút nguồn lực tới, vũ trụ sẽ mang đến nguồn lực. Trên cái hành trình đó các anh chị sẽ tìm ra được những cái công cụ tốt hơn, những cái điều tuyệt vời hơn trên cái hành trình mà các anh chị tiến về phía trước. Bao nhiêu số các anh chị rõ điều này comment tôi. Bây giờ chưa biết cái điều nào là tốt nhất, giờ chưa biết điều nào là hiệu quả nhất, cứ hành động đi, lập ra kế hoạch, viết ra ok kế hoạch mình cần phải làm cái gì và cứ làm, cứ bắt tay vào hành động đã. Thì bây giờ thay vì các chị ngồi yên, các chị cứ ngồi đó và mình chờ mọi thứ nó phải hoàn hảo thì mình mới làm đúng không? Mọi thứ các chị chờ mọi thứ hoàn hảo mới làm, mọi thứ đâu có hoàn hảo đâu các chị. Ví dụ như các chị bảo rằng là tôi mới học và lái xe thôi, khi nào tôi lái rành thì tôi mới lái, khi nào tôi lái chuyên gia thì tôi mới lái xe. Thì Diễm hỏi các chị là các anh chị lái rồi các chị mới trở thành chuyên gia hay là mình trở thành chuyên gia mới lái ạ? Anh chị nào đã từng học lái ô tô các anh chị có mấy việc không? Một số các chị cứ bảo rằng chờ tôi hoàn hảo tôi mới làm không, và các anh chị quên rằng là mình phải làm thì mình mới trở nên hoàn hảo. Cứ ngồi đó chờ chờ mọi thứ hoàn hảo mới làm, no, đừng có chờ nữa. Viết ra điều mình mong muốn là cái gì, lập cái kế hoạch, bắt tay vào hành động đi. Khi mà trên quá trình các anh chị hành động thì những cái điều tuyệt vời hơn, nguồn lực tốt tốt hơn sẽ đến và giúp cho các anh chị hoàn thành mục tiêu. Ok các anh chị nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau rắc bụi phép màu cho ngày mới. Mọi thứ sẽ diễn ra hai lần, lần thứ nhất là bên trong đầu của mình và lần thứ hai là ở ngoài thực tế. Các anh chị hãy nhắm mắt lại và hình dung tưởng tượng ngay bây giờ, ngay lúc này là buổi tối cuối ngày hôm nay, và ngày hôm nay mình đã có những thành công gì về tài chính, về sức khỏe, về mối quan hệ. Các anh chị gửi lời biết ơn như thể đã xảy ra rồi các anh chị ha. Và thông qua những cái suy nghĩ của các anh chị thì ngày hôm nay sẽ hấp dẫn những cái điều mà các anh chị mong muốn y chang bên trong tâm trí của mình trở thành sự thật. Cảm ơn cả nhà, nhắm mắt lại và hình dung tưởng tượng ha.
Tuyệt vời, chúng ta cảm ơn cơ thể của mình ha. À, gửi lời cảm ơn tới cơ thể của mình nghe chị ạ. Nói rằng là thank you, thank you, thank you. I love you, I love you, I love you. À, bây giờ mình có thể mở mắt ra, vươn vai, giữ người và quay trở lại đây ạ. Cảm ơn các anh chị rất nhiều và hẹn gặp các anh chị trong những cái chương trình tiếp theo trong ngày hôm nay câu lạc bộ. Hẹn gặp và chúc cho các anh chị sẽ đạt được tất cả mọi mục tiêu mà trong ngày mà các anh chị đã đặt ra ha. Cảm ơn các anh chị. Rồi, xin chào cả nhà. Bông hoa cảm ơn là lời yêu thương, bạn ơi xin nhớ nói câu cảm ơn. Một khi nhận gì từ ai, dù mua hoặc là người cho, bạn ơi xin nhớ nói câu cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn hé môi xinh nói lời cảm ơn. Cảm ơn là một bông hoa, cảm ơn là lời yêu thương, bạn ơi xin nhớ nói câu cảm ơn. Một khi nhận gì từ ai, dù mua hoặc là người cho, bạn ơi xin nhớ nói câu cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn hé môi xinh nói lời cảm ơn. Cảm ơn hé môi xinh nói lời cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.